Chào các bạn đến với LH Channel. Mình là Nợ. Hôm nay tiếp tục series liên minh điện thoại. Hôm nay mình lại đi support nữa. Điều bạn của Zinix cũng khá là nguy hiểm. Zinix dưới mấy gần đồng đồng sạc đòn gặp mấy con Zinix của cả này. Ui, nó bắn cả năm thì kích phải kim làm nên chuyện không? Tên này dở dở chết. FPS hơi thấp, kỳ quá vậy ta. Hơi giật giật kiểu đéo gì. Thank you.
Quân quỷ này nó mang đến tường. Quỷ này bóc nhíu tường. Giống thờ rét thôi, không biết găng đâu. Đây quỷ móc không nhíu tường. Lát nó giết được, định chạy. Hết ba mà nè. Sớm đấy, đừng lát mà đánh luôn. Đúng, ngon. Trời ơi.
Bánh miếng khách lách hết cái đéo gì vậy. Nó bị tụt FPS, sao? 75 FPS. Chơi nhìn nó giật giật giật. Từ mẹ chọc ngon à, chọc 4-1. Xin giao ganh 3-1. Quá ngon à. Quy lệ. Nhưng mà tại sao tụi ép ép chữ gì? No. Trời. Ít lính rồi. Yeah.
tù ở đây không? Trời ơi, có tâm nhìn này. Cái tâm nhìn đó. Sao nó có tầm nhìn đó đúng không? Ê. Ôi, chắc em đi đâm đâu. Yeah.
Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video gặp sau.